Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin bão. Bản tin cập nhật về hiện tượng Enso và nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật về hiện tượng Enso, thời Enso ở trạng thái trung tính từ nay đến tháng 8 năm 2021 với xác suất khoảng 70%, sau đó tiếp tục duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha lạnh cho đến cuối năm 2021. Vì dự báo bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng nguy hiểm khác, từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, người dân cần đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông từ tháng 9 trở đi. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và tháng 11 năm 2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Dự báo về thủy văn ở Bắc Bộ, đỉnh lũ trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động 1 và báo động 2, cao hơn năm 2020. Riêng đỉnh lũ thượng lưu sông Thao, sông Hoàng Long ở mức báo động 2 và báo động 3. Mực nước hạ lưu sông Hồng dưới báo động 1 và sông Thái Bình sấp xỉ báo động 1. Các đợt lũ vừa và lũ lớn có khả năng tập trung trong các tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại các vùng khu vực Tây Bắc, miền Bắc. Tình trạng ngập úng tại các đô thị và các thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ. Còn ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, từ Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ vừa và nhỏ. Đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức báo động 1, báo động 2. Trên một số sông suối nhỏ có khả năng trên báo động 2. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ năm 2021 tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức báo động 2 và báo động 3. Các sông khác trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu, các sông có khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần tin nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Những ngày sau đó tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 40 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 19 giờ. Cảnh báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày mai trở đi đến ngày 21 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 21 đến ngày 26 tháng 6, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to trong thời kỳ từ đêm 21 đến 24 tháng 6. Sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên từ 29 đến 32 độ. Từ ngày mai đến ngày 21 tháng 6 trở đi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng đêm ngày 21 tháng 6 có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 21 đến ngày 26 tháng 6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong thời kỳ từ đêm ngày 21 đến ngày 24 tháng 6. Sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày mai đến ngày 21 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Riêng vùng núi và trung du, đêm ngày 21 tháng 6 có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 21 đến ngày 26 tháng 6 có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to trong thời kỳ từ đêm ngày 21 đến ngày 24 tháng 6. Sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày mai đến ngày 22 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ chiều tối ngày 22 đến ngày 26 tháng 6, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong giai đoạn từ chiều tối ngày 22 đến ngày 23 tháng 6. Sau có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày mai trở đi đến ngày 26 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Bắc từ ngày 10 mai tới ngày 23 tháng 6 có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ.
nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ ngày mai trở đi đến ngày 26 tháng 6, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ ngày mai trở đi đến ngày 26 tháng 6 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa tới 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa tới 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa tới 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa tới 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa tới 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa tới 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa tới 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.